Hello, xin kính chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình tên là Đào Thị Thu Huệ, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Ngày hôm nay quay trở lại với chuỗi video sinh viên EDX học những gì. Thì mình sẽ làm bài tập về bộ môn đó là Automation Marketing. Thì ở đây mình đã có một cái đoạn code để nó là một cái công cụ để mình có thể lập một cái bảng dữ liệu. Ở trong đó thì có mình đã lập 10 list và ở trong cái bảng đó thì có ba cái nút để mình có thể nút thứ nhất này. Nút thứ nhất của mình đó là lấy dữ liệu. À, cập nhật dữ liệu. Nút thứ hai là lấy thông tin, nút thứ ba là đăng bài. Ok, thì để mình chạy cho các bạn xem nhé. Đây ở đây nó có 10 nick TikTok này. Và ở trong cái này thì nó sẽ lấy thông tin đó là following này, follower, like. Thì ở đây mình đã cho lấy thông tin ra đây rồi. Đó, khi mình bấm chọn lấy thông tin là nó sẽ chạy vào các nick và nó lấy thông tin ra cho mình. Đây là 61. Có một lượt thích này, một lượt follow, người follow và một following.
Ok, đây là những cái lượt like này, following mà mình đã vào những cái link và mình lấy ra thông tin ở trong cái bảng này. Và ngoài ra thì mình còn nút đăng video, nút cập nhật dữ liệu. Đó. Còn mấy cái này thì mình đang sửa chữa để mình có thể hiện nó lên ở trên bảng này. Ok. Và đây chính là video của mình. Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe. Chào, hẹn gặp lại.